Chàng trai thì luôn luôn đem lòng yêu hoài băng và dành hết tất cả mọi thứ của anh ta dành cho cô ấy. Còn một chàng trai hoài băng đã dành tình cảm nhưng lại không hề hay biết. Trong cuộc sống khi mà gặp tình huống này, chúng ta thường gọi đó là tình tay ba. Mong quên hết ưu sầu, cùng tìm về nơi đâu tình trọn dấu.